Thưa hai thầy chủ tọa đoàn và các anh các chị và quý đồng nghiệp, em là bác sĩ Đào Hồng Đức ở Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Mai. Sau đây em xin trình bày một ca lâm sàng về bệnh lao toàn thể và phân biệt giữa sarcoidosis và lao. Thì như các thầy cô và các anh chị đã biết, thì việc phân biệt giữa lao và sarcoidosis là một thách thức rất lớn đối với các bác sĩ, đặc biệt là ở các nước đang phát triển và có tỷ lệ nhiễm lao cao như ở Việt Nam. Cả hai bệnh đều có sự tương đồng về triệu chứng lâm sàng và hình ảnh cận lâm sàng. Về sarcoidosis là một bệnh đặc trưng bởi tình trạng viêm hạt mạn tính, nguyên nhân thì chưa được biết rõ. Tổn thương thì tại nhiều cơ quan, thường gặp là da, phổi, hay bị huyết và xương. Về mô bệnh học, sarcoidosis khá tương đồng với bệnh lao, chỉ có khác là không có hoại tử. Về được điều trị của sarcoidosis thì trái ngược hoàn toàn với điều trị của lao, thì điều trị bằng các thuốc corticoid và các thuốc ức chế miễn dịch. Em sau đây em xin trình bày bệnh án của bệnh nhân. Bệnh nhân nữ 27 tuổi, địa chỉ tại Nam Đàn, Nghệ An. Tiền sử thì khỏe mạnh, không có tiền sử dị ứng và gia đình không có ai mắc lao. Nghề nghiệp là bệnh nhân làm công nhân chế biến thực phẩm tại Nhật Bản. Về bệnh sử thì diễn biến khoảng một năm nay, thì bệnh nhân xuất hiện đau vùng cột sống thắt lưng và sốt nhẹ. Bệnh nhân đi khám tại Nhật và phát hiện gãy đốt sống thắt lưng L5 và có khối u sau phúc mạc bên trái. Và bệnh nhân được sinh thiết cột sống và có kết quả giải phẫu bệnh là sarcoidosis. Bệnh nhân chưa điều trị gì, cho đến 3 tháng sau thì bệnh nhân phải nhập viện với biểu hiện là sốt cao và đau xương ức và cột sống thắt lưng tăng lên. Bệnh nhân được chụp PET-CT thấy hình ảnh tăng bắt FDG ở nhiều vị trí tại xương, phổi, các hạch bạch huyết và cơ. Xét nghiệm máu thì có tăng CRP, globulin và interleukin 2 hòa tan. Nồng độ nhưng mà nồng độ ACE trong huyết tương thì bình thường. Bệnh nhân bắt đầu được điều trị prednisolone và đeo nẹp cố định cuộc sống. Bệnh nhân sau đó khoảng một tuần thì bệnh nhân cắt sốt. Trong quá trình điều trị thì bệnh nhân có sốt trở lại và phát hiện là có sâu răng số 8 và được nhổ răng và được điều trị một đợt kháng sinh trong vòng 2 tuần. Sau khi nhiễm trùng ổn định thì bệnh nhân được các bác sĩ thêm azathioprine 50 mg một ngày và bắt đầu giảm dần liều corticoid xuống 15 mg trên ngày. Đến tháng 6 năm 2021 thì bệnh nhân trở về Việt Nam và xuất hiện sốt trở lại. Bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị prednisolone và azathioprine trong vòng 21 ngày nữa. Sau đó bệnh nhân nhập viện Trung ương Huế với chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết, giảm ba dòng, theo dõi sarcoidosis, theo dõi lao cuộc sống của bệnh nhân, được điều trị kháng sinh và truyền máu. Hình ảnh các lớp vi tính ngực tại bệnh viện Trung ương Huế thì có đám tổn thương đông đặc phổi trái, hạch trung thất, tràn dịch màng phổi hai bên, tiêu xương đốt sống. SPECT-CT thì có hình ảnh tập trung phóng xạ bất thường rải rác dọc cột sống và xương sườn xương ức. Về MRI cột sống thì có hình ảnh xẹp L5 và địa đệm L5S1, kèm theo là có các ổ áp xe lạnh cạnh cạnh sống và cơ thắt lưng trọng. Sau điều trị 2 tuần thì bệnh nhân có cắt sốt nhưng vẫn còn đau cột sống thắt lưng. Đến ngày 30 tháng 8 thì bệnh nhân được ra viện. Sau ra viện 3 ngày thì bệnh nhân cũng xuất hiện sốt cao thắt lưng và vùng xương ức trước phù xương ức tăng dần kèm theo nút nghẹn, không ho, không khó thở và bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, sau đó được chuyển bệnh viện Bạch Mai nhập viện khoa hô hấp. Chúng em trong tình trạng vẫn còn sốt cao liên tục, đau nhiều vùng xương ức và hạn chế vận động vùng thắt lưng và chân. Khám lúc vào khoa thì bệnh nhân tỉnh, thể trạng thì nhiễm trùng kiểu hình kết sinh, có hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ chen rõ và có khối xương đau thành ngực trước xương ức không không nóng đỏ, tim mạch thì ổn định, tim đều, phổi thông khí hai bên giảm, không có ran và đau vùng cột sống thắt lưng gây hạn chế vận động vùng cột sống thắt lưng, yếu hai chân, cơ lực thì được 4/5 và đặc biệt nữa là bệnh nhân không thể duỗi thẳng hai chân ở tư thế nằm, không có rối loạn cơ tròn. Về các xét nghiệm máu thì chỉ có cái thiếu máu, một cái thiếu máu và máu lắng tăng cao, CRP tăng và progesterone tăng nhẹ. Các xét nghiệm thì siêu âm, xét nghiệm cận lâm sàng thì có siêu âm phần mềm vùng thành ngực thì có hình ảnh ổ tổn thương theo dõi áp xe vị trí trước xương ức, kích thước lớn nghi ngờ là có ổ dịch đấy, có thông với khớp ức đòn bên trái, AFB đờm và vi khuẩn nuôi cấy đờm thì âm tính. Các xét nghiệm khác thì không có bất thường. Về siêu âm tim và điện tim thì hoàn toàn bình thường. Siêu âm bụng thì chỉ có nang nước ở buồng trứng trái và siêu âm vùng cổ thì chưa phát hiện gì bất thường cả. Đây là hình ảnh chụp MRI cột sống thắt lưng ở bệnh viện Ung Bướu Nghệ An.
Thì như các quý thầy cô và các anh chị thấy đây là hình ảnh khối áp xe lạnh cạnh cột sống. Đây là khối áp xe lạnh vùng cơ cơ thắt lưng chậu. Và các hình ảnh tổn thương thân các đốt sống tăng và giảm tín hiệu. Về so sánh giữa các phim thì phim từ hồi tháng 7 đến tháng 10, phim X quang phổi từ tháng 7 đến tháng 10 thì chỉ có cái hình ảnh tăng lên là giãn trung thất giãn rộng ra, thì nghi ngờ là có khối ở vùng trung thất nó phát triển tăng lên. Hình ảnh cắt lớp vi tính từ tháng 8 thì có hạch trung thất kèm theo xâm lấn xâm kèm theo thâm nhiễm vào phá hủy và đốt sống ngực. Đến phim cắt lớp vi tính tháng 10 thì cái hạch trung thất bắt đầu to ra và kèm theo hoại tử và kèm tràn dịch màng phổi hai bên. Đây là hình ảnh cái khối áp xe thành ngực trước xương ức. Bọn em sau khi chọc đã ra gần 40 ml dịch mủ đại thể, thì xét nghiệm của AFB dịch mủ dương tính và PCR lao dịch mủ là dương tính ạ. Về chẩn đoán hiện tại là lao toàn thể, AFB dịch mủ thành ngực dương tính 3 cộng. Trên bệnh nhân có sử dụng ức chế miễn dịch kéo dài, ở bệnh nhân có tiền sử chẩn đoán sarcoidosis. Về hướng điều trị là bọn em đã chuyển bệnh viện lao phổi trung ương để tiếp tục điều trị thuốc chống lao cho bệnh nhân. Về bàn luận thì sarcoidosis xương là một bệnh hết sức là hiếm gặp, thường thì sarcoidosis xương gặp ở các xương dài, xương bàn chân, bàn tay. Về tỷ lệ theo một vài nghiên cứu thì là khoảng 5% ở những bệnh nhân đã được chẩn đoán sarcoidosis, và có nhiều những trường hợp là sarcoidosis và lao cùng trên một bệnh nhân. Về kết luận thì cần phải loại trừ lao đối với những trường hợp có chẩn đoán sarcoidosis và nên nuôi cấy MGIT và làm gen expert ở đối với những cái bệnh phẩm sinh thiết của mình có nghi ngờ là sarcoidosis. Trong nữa là theo dõi sát các diễn biến lâm sàng trong quá trình mình điều trị các thuốc chỉ miễn dịch cho bệnh nhân trong sarcoidosis. Sau đây mà trình bày của em kết thúc ạ. Xin cảm ơn các thầy cô ạ.